Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh A Bớt và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải dự lễ giao nhận quân tại huyện Đắc Hà. Năm nay, huyện Đắc Hà có gần 140 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 14 thanh niên tham gia làm nhiệm vụ trong lực lượng công an, 20 thanh niên nhập ngũ vào Sư đoàn 2, Quân khu 5 và 105 thanh niên nhập ngũ vào Trung đoàn 990 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Nhờ làm tốt công tác khám tuyển, tuyên truyền, vận động nên chất lượng giao quân tại huyện Đắc Hà năm 2021 khá tốt, trong đó 125 đoàn viên trong độ tuổi từ 18 đến 22. Về trình độ, có một đại học, một trung cấp, 35 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh A Bớt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải, lãnh đạo huyện Đắc Hà đã tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ và mong muốn 100% thanh niên nhập ngũ lần này phát huy tốt truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lễ giao nhận quân huyện Đắc Hà đã diễn ra trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo tốt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19.